Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Thành phố Biên Hòa hiện có hơn 150 tự viện, tịnh xá, tịnh thất với hơn 1.400 vị tăng ni. Năm 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã hoàn thành tốt công tác Phật sự xã hội, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước. Tăng ni Phật tử trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Đặc biệt trong công tác từ thiện xã hội, tăng ni và Phật tử các tự viện đã chung tay đóng góp trao tặng hơn 11.000 phần quà, suất học bổng cho các hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 24,3 tỷ đồng. Năm 2024, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa tiếp tục ổn định hoạt động cải cách hành chính đạo trong công tác quản lý tự viện, tăng ni theo đúng giáo luật và pháp luật, vận động chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Trước hết, chung tay đóng góp hỗ trợ 700 phần quà Tết cho các hộ nghèo, người già neo đơn, khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam trong dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến.